Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch ngày 18 tháng 2 kêu gọi Liên hiệp châu Âu gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm. Kêu gọi được đưa ra một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên vào ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội. Ông John Sefton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch nói, EU đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng khi phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài về vi phạm nhân quyền. Nên trong đối thoại lần này, EU cần cảnh báo Hà Nội rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết nhân quyền có thể dẫn tới đình chỉ các lợi ích trong hiệp định. EU cũng cần áp lực để Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng, không vi phạm quyền tự do thông tin và phóng thích tất cả những người sử dụng Facebook bị giam vì đăng tải chính kiến của mình. Thông cáo của Human Rights Watch nêu rõ. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, nhiều vòng đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam đảo ngược xu thế vi phạm nhân quyền. Vì vậy, EU cần gắn kết vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà từ trước tới nay luôn tuyên bố giữ gìn.